Anh em nhìn đây, anh em nhìn đây, cái trận này tôi vừa lướt ra là bị anh Darius anh kéo rồi mấy nay à, hoài chả khó chịu vô cùng. Nhưng mà không sao cả, tôi vẫn lã lướt kinh như cơn sóng rồi sau đó lấy gió. Rỉa ảnh là liên tục với lướt ra đánh thường anh em à, và đó chính xác là một cái trăn trở dành cho tôi. Rồi anh Vi xuất hiện, tình huống này tôi phải đi ra ngoài một chút xíu để lướt ngược vào trong, lóc gió là kịp thời cái trụ làm cho anh Vi lâm vào trạng thái. Tới nãy ngày, khó chịu liền gì. Oh, what's up anh em đã trở lại với kênh của tôi. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái thử thách vô cùng lớn. Có người anh em comment là lên thách đấu rồi đánh vậy, về ganh lục bảo là đánh SML. Ok, cho nên ngày hôm nay tôi cầm cái ạc này là ranh, gọi là cái gì nhờ, ranh lục bảo anh em à, để chơi, đấy, ranh lục bảo 3 và đánh hạng. Tôi quên tắt tên rồi anh em à. Và thông thường các trận đấu tôi tắt tên là tại vì có mấy thằng đặt tên mắc dại quá, cho nên là phải tắt anh em à, để tớp tớp chứ yêu từ bé nó quét. Rồi với cái lượt biến về đầu tiên của tôi thì tôi sẽ lên một cái gươm đầu tể, cùng với đó là cái cây kế bên luôn. À từ, mua cái này ẩu quá thì mua cây khác đi, nổi tư thủ nha. Nè, tại sao tôi lên cây này, tại vì cây này nó sẽ có một tí hút máu, một tí chí mạng nè, chúng ta có thêm một tí gọi là giáp nữa. Rồi nên là cái đây là cái lối chơi của tôi thôi nha anh em ơi. Còn anh em chơi thì sao thì kể anh em nha. Ok, khi này trở ra gặp lại Darius, tôi liền lướt lên và cùng với đó là né được cái chiêu một nè, né luôn cái kéo của ảnh, quay lại rỉa liên tục là có hất gió luôn, nhưng mà chưa ulti nha anh em ơi, đợi xíu, chần chừ xíu đi. Tiếp tục là rỉa liên tục đến từ vị trí của tôi, và bây giờ mới trăng trối nè anh em ơi, với cây gươm đầu tể thì chúng ta đang sử dụng rất là tốt, cùng với là hất gió hai cái viên trụ. Quá mượt, trời ơi, hai viên trụ bắn quá đau nha. Tiếp nối cái sự thành công thì tôi bơi trụ anh em ơi, và một lớp trụ chúng ta sẽ được 150, cho nên là nhanh chóng. Rồi lúc này Vi xuất hiện ném cho cái gió nhẹ nhàng bị hất tung là quay đầu bỏ đi liền đấy, khó chịu ngay đó mà. Với tình huống giao tranh tiếp theo, tôi đang cố gắng để có thể rỉa lượng máu của Darius đi xuống, và Darius cũng đang cố gắng để gây xung huyết nằm lên người của tôi, lướt ra ngoài để né đi chiêu một của Darius. Và bây giờ tôi đang cố gắng gây sát thương, tôi quay đầu đi, Darius tóc biến ra, tại sao vậy, chưa có điểm anh em ơi, có điểm đó chính xác là Vi đi lên. Bây giờ tôi lui vào trụ, mất tầm nhìn một tí, đang cố gắng lấy gió tải xung hữu độ tới từ vị trí của Vi, lướt ra EW nhưng vẫn hất tung được Darius, và đó chính xác là chăn trối tóc biến ra ngoài chọt cho Darius ra đi. Và sau đó tiếp tục là EW hất tung, Vi lúc này đang lúng túng với những cái đánh thương liên tục của mình, thì tôi lướt vào đánh thương một cái nữa, đó là double kill dành cho một người đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ nha. Nói chung là cái danh lục bảo này thì lúc khó lúc không. Thì trận nào cũng vậy. Nhưng mà cái trận này đi top với tôi nãy giờ nó múa cũng hơi mượt, cũng được nha. Mấy khứa kia cũng run sợ gãy vậy. Cảm thấy anh em hơi khó khăn, cho nên là xuống đường dưới, đường mid để giúp anh em. Lướt ra là liên tục, thằng khứa nó ít máu đây, để chính xác là Syrah gây sát thương, rồi sau đó lấy thành công mạng của Syrah. Cái thằng khứa gọi là Vi nó chạy đợi anh em à. Quầy cha, nếu mà tôi có tóc biến là tôi lụm em nó rồi. Hứa danh dự luôn. Nhưng mà cái vấn đề mà đang tồn động, đang diễn ra ở trong cái tem của tôi, đó chính là hai thằng AD đường dưới nó hơi phê. Rồi bị úp sọt rồi anh em ơi, quá đông luôn. Lúc này phải làm sao bây giờ? Lốc gió được AD là trăn trối ngay, và sau đó tôi lấy được mạng qua AD, coi như là một đổi một nha anh em ơi. Và tôi sẽ lên một cái đao tím để tôi có thể hút máu, cùng với đó là thêm tốc độ đánh. Ganh lục bảo áp lực quá anh em ơi, 27, 25, 13 gì đó. Tuyệt vời quá đi đó mà. Em mà quên nữa anh em mà, anh em đang xem clip có cần ạc với skin tốc chiến thì tôi có nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, so thank you. Có cả quay bánh chìa khóa nữa nha. Vì nãy giờ tôi đặt niềm tin vào những cái người đồng đội của tôi khá là nhiều. Tôi lên múa và đồng đội của tôi cởi mẹ tôi, cho nên cho nên là tôi hơi đuối anh em à. Tôi không có chơi nổi đó mà. Là chết cũng hơi nhiều. Nhưng mà để xem mà tôi có thể làm được cái gì cho team đây. Quá khó chịu. Còn team bạn thì không đợi được anh em à, cho nên là đẩy trụ sâu quá sâu rồi, chơi quá đau rồi. Coi như là tôi bỏ cái khu vực đằng dưới đi, không thể nào mà bêm lại nữa rồi. Nên là tôi đi giữ cái hai cái đường còn lại. Những cái đường này là Vi nên là dễ dàng, còn đường dưới bốn thằng không lấy vô bêm sao nổi mấy nay, không nổi đâu. Rồi, hiện tại thì em Kai'Sa đã ra. Đó, em Kai'Sa đó. Em Kai'Sa ra để giúp tôi giữ đường. Cảm ơn em. Lại có một tình huống căng cọt vô cùng ở đây. Đó là cái gì? Đó là con rồng băng đã xuất hiện. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể ăn được con rồng băng đây? Tôi vừa lên một cái chiến giáp rực đỏ, để tôi có một cái lượng máu trong giao tranh một tí nữa. Bây giờ chứ tem có ai tăng méo đâu. Trời ơi, nó khổ. Rồi, ok.
Tiếp tục cái tình huống là đi ra đường giữa và sau đó tôi sẽ đi men xuống cái đường gọi là đường rồng. Hai thằng khứa kia chạy lên để mà giữ đường trên rồi méo quan tâm rồng luôn. Vừa đi xuống là bị úp sọt liền bởi tả xung hữu đột của Vi, cùng với đó là hai cái ulti tôi đang cố gắng để giữ bình tĩnh và gây sát thương, cùng với đó là đánh thường để hồi máu bởi cái đau tím, cùng với đó là cái nỗi tự thủ anh em à. Hai thằng khứa này quá khó chịu, tôi lướt qua lướt lại và thoát khỏi giao tranh. Nhưng nếu lúc này tôi đi về luôn thì quả cá trưởng hai thằng này nó đánh chắc xỉu quá anh em à. Cho nên là tôi tiếp tục ra bầy lính để có thể lấy gió, cùng với đó là nhìn xem cái khoảng cách nào tốt để ăn anh em à. Lóc gió thành công hai thằng và ulti là có. Lúc này double kill thuộc về người anh em Morgana. Lúc này tôi hết máu rồi nhưng mà vẫn đi theo đánh thường hồi máu rất nhiều đến từ vị trí của đào tím. Rồi Darius đến rồi anh em ơi. Rồi giờ sao đây? Đặt kiệt sức thì sao, tóc biến luôn. Vậy mà bị kéo lại vẫn còn lính anh em ơi. Vẫn chạy được. Nhưng lúc này tôi vẫn muốn ở lại và chơi cùng với người anh em Nunu. Tôi tin Nunu anh em à. Lóc gió được anh em à. 3 giây nữa, cái lúc mà tôi bị kéo là 3 giây nữa ông tim mới hồi. Ok, hơi đuối gieo. Rồi giờ thằng AD nó đi cổng hét xuống. Trời ơi. Sáng giờ mày ở đâu với em, bây giờ mày cổng hét xuống. Trời ơi. Thằng Morgana hỏi gì đấy, hai con động vật nào đấy. Trời ơi. Nghèo nó khổ gì đâu anh em à. Cái trận này nói chung là trận này hay đó, trận này là ý nghĩa đó anh em à. Trận này đánh tôn vinh bản thân đấy. Hay lắm. Nếu mà gánh được cái trận này là xứng đáng vượt ra khỏi tầm vũ trụ luôn á. Rồi anh em ơi, nói chung là ngày đó cũng đã đến rồi đó. Là team bên kia bắt đầu đẩy vào trong rồi. Và làm cách nào để chúng ta có thể giữ được cái trụ này đây anh em. Tôi chỉ biết là dọn lính thôi, còn anh em thì ném chiêu liên tục đấy. Đồ lao vào đến từ vị trí của anh Eco, anh em vẫn đang cố ăn làm gì đấy. Ôi đứng đấy. Kìa, tuyệt vời. Ghi nhận anh em nha. Rồi farm, nói chung là đánh lính đi, hết cơ hội rồi. Trời ơi, tôi là tôi bí rồi, bí môn này rồi, môn này quá khó anh em à. Còn làm gì nữa anh em, thôi lướt đại ra ngoài làm gì làm đi chứ. Rồi thua. Chịu rồi anh em ơi. Ok anh em ơi, và về ganh lục bảo khó thiệt nha. Khó thiệt mà khó cho bản thân, khó cho tem nữa. Rồi trừ một sao ạt lục bảo tuột hạng luôn, ít BB là biết rồi. 3 6 22 2 13 7. Rồi tuyệt vời. Giật xa anh em, nhớ follow tôi nha.